Hôm qua, một ngày bình thường như bao ngày, mình mở máy tính lên mạng đọc bình luận. Tâm trạng đang rất là vui bởi vì đọc được những bình luận khen mình đẹp trai. Thì tự dưng phát hiện ra một đống các bình luận chửi mình không thương chửi mình thậm tệ. Nào là ngu si này, đần độn này, thích đú bẩn, vô học, mất dạy. Và tại sao các bạn lại có thể buông ra được những lời độc địa chua cay như vậy? Các bạn có muốn làm tổn thương mình đến mức nào nữa? Cười cười Thôi, vui vẻ thế đủ rồi. Đầu tiên cần phải tìm hiểu anh hùng bàn phím nghĩa là gì? Định nghĩa: anh hùng bàn phím là những kẻ có thú vui sử dụng bàn phím làm vũ khí tấn công người khác. Với lối chiến thuật du kích rất khó lường, bạn sẽ phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh, hoặc chỉ cần có sóng wifi bắt trộm được từ nhà hàng xóm là BOOM! Đặc điểm nhận dạng: cây mọc trên đầu, tay gõ lấy gõ để, nhưng không nhìn rõ mặt vì váy che kín mít. Biểu hiện của những siêu nhân này thì nhiều vô kể, và thực sự rất đơn giản để thấy bởi vì nó đầy rẫy và nhan nhản trên mạng. Ví dụ như là thích chê bai ném đá việc người khác làm, mỗi tội là cùng việc đấy thì bản thân chưa chắc đã làm ra gì cả. Mình nhớ có nhiều lần mà các bạn trẻ vào xem vlog mình và để lại những bình luận kiểu: Đờm ờ, vlog làm như cái... Thế vlog ông đâu để mọi người xem nào? Đéo có, đờm ờ thằng nhàn... Bỏ cái khăn ra xem mặt đẹp trai không nào? Đéo bỏ ờ, nói chung mày là thằng phò, vlog làm như cái... Rồi lại còn những thể loại mà chửi bới lăng nhăng cũng cứng phết đấy. Mỗi tội chả ai biết là ai. Vào xem thông tin thì toàn những thứ trên trời dưới đất. Ảnh thì cũng lấy từ đâu đâu trên mạng để mang về làm avatar. Đến cái tên thôi mà cũng toàn những thằng như kiểu: khi anh yêu, triệu trái tim tan vỡ. Đùa một cười, có hồi gì mà mình đang đọc bình luận trên YouTube thì tự dưng thấy một bình luận chửi bới rất là kinh. Đại loại là kiểu: cái đờ mờ thằng L A B C D X Y Z. Thì mình kiểu: thằng nào mà cứng vậy ta. Đến lúc click vào xem thông tin thì ví dụ hôm nay là ngày 13 tháng 10 nhá, thì ngày tham gia YouTube của bạn trẻ là 12 tháng 10. Tuổi 60. Đất nước Ả Rập Saudi. Buồn cười quá. Xong mình mới tưởng tượng: Duma, lakata katashana, ugugushima, bubu, kuku, kuku, talakara, tutu jika, hahaha. Shimashin, kalapong, tong, 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 puti, puti. Kadakama, talang, teknata, nani, kutu, fakata. Malapapa, taka, talakang, tong, 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 tong. Với các anh hùng bàn phím thì mình nghĩ là chắc các bạn cũng chơi game nhiều đúng không? Vậy thì để mình nói thế này cho dễ hiểu. Có tất cả 3 loại anh hùng bàn phím mà được phân loại dựa trên số lượng thông tin mà mọi người biết về anh ý. Loại 1 là những thành phần vào chê bai, chửi bới loạn xạ rất là cứng. Mỗi tội thông tin cá nhân hiển thị trước công chúng thì là một số 0 tròn trĩnh. Tức là thông tin giả hoặc không có và mặt mũi thế nào thì không ai biết. Loại này người ta gọi là noob. Bởi vì chỉ thích giấu mặt đâm sau lưng người khác, có làm nhưng không dám nhận. Loại này có lẽ chiếm khoảng 80% trong cộng đồng các anh hùng. Loại 2 cũng là những thành phần kể trên, được cái là có thêm một số thông tin chung chung cơ bản, cộng thêm một cái ảnh chụp nửa mặt, nhưng vẫn không đủ để có thể nhận ra đối tượng ngoài đời. Loại này người ta gọi là amateur, chiếm khoảng 19%. Và loại cuối cùng, ở cấp độ cao nhất, pro, hay còn gọi là siêu anh hùng. Vì thông tin cá nhân rất đầy đủ, rõ ràng, ảnh ngọt, dễ nhìn, khớp với ngoài đời. Và thậm chí là còn đăng video lên mạng để cho mọi người biết mình là thằng nào. Tuy mục đích vẫn là để chê bai, chửi bới người khác, nhưng ít nhất là họ vẫn có dũng khí để không thèm chơi cái trò mồm to nhưng giấu mặt như các anh hùng khác. Tóm lại là dám làm, dám nhận. Loại này thì còn hiếm hơn cả động vật quý hiếm. Có lẽ chỉ chiếm tầm... 100 trừ
80 bằng 20 trừ 19 bằng 1% trong cộng đồng các anh hùng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là có nhiều anh hùng bàn phím như vậy thì làm thế nào để đối phó với họ? Mình thì không biết các bạn thế nào, nhưng mà mình thì chọn cách này. Đó là lờ đi, bởi vì họ sẽ luôn cố gắng dồn sức để ghét bỏ những thứ bạn làm, dù cho điều đó có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với nhân loại đi nữa. Họ vẫn sẽ tiếp tục nói xấu, phỉ báng, chửi bậy, thậm chí là đe dọa bạn. Bởi vì trong suy nghĩ nhỏ bé của họ thì đơn giản kéo người khác xuống vũng bùn là cách duy nhất họ có thể làm để có thể cảm thấy hài lòng với bản thân một cách mù quáng. Bạn biết đấy, haters gonna hate, còn anh hùng thì sẽ tiếp tục gõ. Chợtao.com, nơi chuyên mua bán tất cả các sản phẩm Apple và phụ kiện. Hãy truy cập để tìm mua hoặc đăng tin giao bán.